Hôm nay trước ban thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phong ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới. Niềm hạnh phúc chân an mãi không hề vơ. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ân mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ tại nhà thờ của giáo xứ Bái Đô, chúng ta dâng thánh lễ cưới, cầu chúc cho hai anh chị, anh Hòa và chị Hương, là ngày hai anh chị quyết định lập gia đình và dâng thánh lễ cưới, là cái ngày vui, ngày hạnh phúc. Họ nhà gái Bái Đô chúng tôi xin gửi tới họ nhà trai một tràng pháo tay để chào đón họ nhà trai. Thánh lễ cưới đó là thánh lễ vui mừng, nên là tất cả nhà trai, nhà gái cũng như quý cụ ông bà, anh chị em, tất cả chúng ta sẽ chúc mừng nhau, chào đón nhau bằng một tràng pháo tay trước khi chúng ta vào cử hành thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, xung quanh anh Giuse Nguyễn Văn Hòa và chị Maria Nguyễn Thị Hương. Trong ngày họ quyết định lập gia đình, đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện lành. Chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta chúc tụng Chúa, chúng ta lạy Chúa, chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta tôn thờ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu ơn. Chúa ngự bên hữu ích Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thật cao cả mà thánh hóa sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước mầu nhiệm Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây biết lấy việc làm
thể hiện điều họ nhận thức được qua đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế: Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thứ phần ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến phần Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam gọi tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thứ phần ngoài đồng, nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói: là người xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, là sẽ được gọi là người đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người lắc lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Khi người dùng nước và đời mà thanh tẩy hội thánh,
để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỉ cố, không vết nhăn hay bất điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn toàn. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy, mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Thì có thể phải là 6 đến 7 năm.
rồi trở thành một nhà giáo, người ta cũng phải có thời gian khoảng chừng 4-5 năm. Trở thành một kỹ sư cũng vậy, rồi trở thành một tu sĩ thì cũng phải trải qua những giai đoạn vào độ đệ tử và nhà tập, rồi sau đó là khấn tạo và cuối cùng mới là khấn trọng. Trở thành một linh mục thì cũng phải qua những thời kỳ ứng sinh, rồi tiền chủ viện, rồi năm tu đức, 2 năm chiết, 4 năm thần học, không kể những năm phải đi giúp sự trở thành một linh mục. Trong khi đó, để trở thành một người chồng, một người vợ và trở thành một người cha, một người mẹ, chúng ta thấy phải chuẩn bị thời gian là bao lâu. Có những người thì nói rằng 1 năm, có người bảo 2 năm, nếu đi học 6 lý, 5-6 tháng đã bắt đầu kêu nơi nào, giáo xứ nào, cha nào mà làm ngặt căng là có cái sự phản ứng. Bởi vì nếu kiểm tra không được bắt thi lại là có vấn đề. Chúng ta thấy nếu trở thành một người vợ, một người chồng, một người cha, người mẹ trong gia đình, chúng ta không đơn giản chỉ là sống với nhau, và không phải chỉ là để nuôi dạy con cái mình đâu. Mà chúng ta thấy một người cha, một người mẹ, người chồng và người vợ đó phải trang bị cho mình đủ mọi thứ. Phải làm một nhà giáo dạy cho con cái của mình. Ngay từ nhỏ thì nó phải dạy cho nó về đạo đức, về đức tin. Khi mà bập bẹ biết nó là đã phải dạy cho nó biết. Vì thế mà cái truyền thống của người Công giáo của chúng ta ngay từ nhỏ là đã dạy cho nó làm rộng, dạy cho nó đọc kinh. Chưa đến trường đến lớp có thể đã đọc kinh rồi. Thế rồi chúng ta thấy khi mà trái nắng trở trời nó ốm đau, cha mẹ cũng phải trở thành những là như là những y bác sĩ, cũng phải biết được về vấn đề con cái của mình, chứ không phải đơn giản đâu một tí đưa nó đi bệnh viện được. Mình cũng phải biết một cách sơ sơ thôi. Thế rồi về các cái phương diện khác cũng vậy. Như vậy là cái người chồng, người vợ, người cha mẹ này phải trang bị cho mình rất là nhiều các phương diện khác nhau. Và vì thế cho nên nếu bảo để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân mà chuẩn bị 1 năm, 2 năm không ăn thua gì đâu. Mà nếu để trao đổi một cách có ý thức và thâm sâu thì người ta bảo rằng để trở thành một người chồng, một người vợ thì đòi hỏi những người này phải chuẩn bị cho mình 20 năm, 18 năm. Đây là tôi lấy cái mốc mà người ta cho phép để kết hôn. Người nam là 20 tuổi, nữ là 18. Thường là người ta sẽ kết hôn bây giờ là người ta kết hôn ở cái độ tuổi nam 25, 27, nữ thì có thể 18. 20, 22, đó là cái thời điểm kết hôn đẹp. Như vậy thì ngay từ lúc đứa trẻ ấy, có thể là hơn 1 tuổi, 2 tuổi nó đã phải được trang bị rồi. Một con người cần phải được trang bị về 3 phương diện: đạo đức, nhân bản và trí thức. Chúng ta thấy nếu mà những người không có nhân bản thì cái cách sống, cái cách cư xử, lời nói và cái hành động của mình
tất cả người ta sẽ không có tán thành, không có đồng ý với những cái cách kể cả đi đứng ăn nói vân vân. Đấy, cái gì đấy là nhân bản. Cho nên là những cái từ xưa người ta cũng nói là học ăn, học nói, học gói, học mở, ngay từ nhỏ như thế là phải trang bị cho mình từ mười mấy hai mươi năm. Bởi vì nếu mà mình không có những cái nền tảng căn bản về nhân bản thì cái cách sống, cách cư xử, mình đi lấy vợ, đi lấy chồng là vợ chồng chung sống với nhau. Trong bài đọc 2 của Phục vụ hôm nay thì chúng ta thấy thật là tuyệt vời. Chính Phaolô gửi những người giáo dân Ê-phê-sô dạy cho những người làm chồng, những người làm vợ phải sống thế nào. Chúng ta nghe nhưng mà rồi chúng ta cái điều quan trọng nghe nhiều lễ cưới, đọc những cái bản văn này nhiều lắm nhưng tự hỏi không. Hay đây, xin lỗi những người làm chồng, vai trò của người làm chồng có cái gì mình có biết không? Người làm vợ phải phục vụ chồng như thế nào vân vân. Đấy, nên là những cái điều mà Chúa dạy, giáo hội dạy, các thánh dạy đều rất căn bản thì chúng ta phải thực hiện. Thế rồi không phải đi kết hôn không phải chỉ là vợ chồng, có vợ có chồng, mà chúng ta thấy là có bố mẹ chồng, có anh chị em, có ông bà nội ngoại bên nhà chồng. Lấy vợ thì có bố mẹ vợ, có anh chị em họ hàng nhà vợ, là cả một cái đại gia đình đó. Người ta có tiếp nhận mình là một nàng dâu hay không, tiếp nhận mình là một người rể hay không. Cho nên là cái vấn đề điều này quan trọng lắm. Nhiều khi là đừng có nghĩ rằng là mình có hiểu biết một chút, đừng có bỏ ra là mình là tài giỏi và khôn ngoan, mình có quyền quyết định. Chưa đến lượt, xin lỗi, chưa đến lượt. Cho nên là cái vấn đề mình phải sống làm sao để người ta tiếp nhận mình là một thành viên ở trong gia đình. Bên cạnh đó thì cái bổn phận trách nhiệm trước tiên đó là người chồng và người vợ. Có rất là nhiều điều cần nói. Hôm nay thì tôi được đồng ý với cha xứ về đây dâng credit cầu nguyện cho các cháu, rồi là cũng là để chia sẻ với công đoàn. Thì trong cái thời gian ngắn, tôi hôm nay chia sẻ về bổn phận của vợ chồng, mấy cái điều kia gọi là giới thiệu. Thế còn như vậy thì bổn phận của vợ chồng là gì? Phải đặt cái câu hỏi đó để những ai đang làm chồng, đang làm vợ và những người sẽ làm chồng, sẽ làm vợ sẽ phải ý thức như thế nào. Chúng ta bắt đầu, tôi đã nói hôn nhân được xây dựng trên nền tảng là tình yêu, nhưng không phải cái tình yêu nào cũng đem đến hạnh phúc, bởi vì có những cái tình yêu tính toán và mục lợi. Cả xưa và cả nay đều có những cái trường hợp gọi là hôn nhân phụ lợi, tức là có cái sự tính toán. Nhưng mà một cái hôn nhân chỉ đem đến hạnh phúc thực sự, đó là một cái tình yêu chân thành và đích thực. Vậy thì cái tình yêu chân thành đích thực giữa vợ và chồng này là gì? Đó là một tình yêu không có tính toán, không có phù hợp. Yêu vì Chúa và xã hội dạy. Đấy, như Thánh Phaolô trong thư gửi trên người giáo dân Ê-phê-sô dạy. Đấy, vợ phục vụ chồng, chồng phải yêu thương vợ. Đừng có đem đến. Thế còn chúng ta thấy nếu mà yêu chỉ vì cái người đẹp, con người ta thì nó sẽ tàn tạ trong năm tháng. Xin lỗi với các ông, các bà lớn tuổi. Thứ nhất đó là tóc thì bạc, răng thì đục. Thế rồi da thì nhăn nheo. Nó là tàn tạ trong năm tháng. Nếu mà chỉ yêu vì đẹp, người ta còn có câu, người ta nói làm sao? Cái nết đánh chết kẻ. Nếu mà yêu về cái đẹp thì đến một lúc nào đó mình sẽ hết đẹp. Như vậy thì nếu mà yêu mà chỉ vì đẹp thôi thì cái tình yêu đó không có bền vững. Thế rồi nếu mà yêu mà chỉ vì của cải thôi thì chúng ta thấy của cải có thể nay còn mai không? Có thể những cái công việc này hôm nay kiếm ra tiền nhưng mà ngày mai không còn. Cho nên nếu mà vì của cả thì cũng không thể bình thường. Chỉ có tình yêu chân thành thì không có tính toán vụ lợi trong đó thì mình
Đó là điều thứ nhất, vợ chồng, bổn phận của vợ chồng là phải yêu thương với tình yêu chân thành và đích thực. Thứ hai, đó là phải hòa thuận với nhau. Đây cũng là một điều sống còn. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng, nước nào có chiến tranh, nước đó diệt vong. Nhà nào bất hòa thì nhà đó sẽ tan rã. Hòa thuận là điều quan trọng. Người ta nói là hòa thuận là sức mạnh. Thuận vợ thuận chồng tác bể đôi chúng ta. Chúng ta thấy có rất là nhiều những nguyên nhân để dẫn tới những sự bất hòa. Đòi hỏi vợ chồng cần phải luôn luôn có sự bàn bạc với nhau về mọi phương diện, cả những phương diện đạo đức, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thế rồi tiền bạc chi tiêu, dạy dỗ con cái cũng phải có cái sự bàn bạc và thống nhất, nếu không sẽ bất hòa. Con cái có thể nó sẽ theo bố và cũng có thể nó theo mẹ, bên nào có lợi cho nó là nó theo, nếu như hai vợ chồng không có sự thống nhất. Cho nên hòa thuận là sự sống còn của hôn nhân. Và một điều thứ ba nữa, đó là sự thách đố những người trẻ trong cái xã hội thế giới của ngày hôm nay, đó là sự trung thành. Chúng ta thấy là trong cái nghi thức hôn phối công giáo của chúng ta, trong nữa cha xuống sẽ ra và ngài sẽ thẩm vấn hai anh chị. Thế rồi hai anh chị phải thề hứa cái sự cam kết, giữ cái lòng trung thành trung thủy. Nhưng mà chúng ta thấy cái xã hội của ngày hôm nay, nhìn vào các nước Âu Châu và Mỹ Châu, chúng ta thấy vấn đề ly dị rất là nhiều. Việt Nam cũng có những cái tỷ lệ thấp hơn. Những người không công giáo thì nhiều hơn những người công giáo. Cái điều mà chúng ta ở khu vực chúng ta thì cũng còn giữ được tương đối là tốt. Chưa phải 100%, nhưng mà dù sao thì cũng thấy số lượng của những người công giáo, nhất là những người có nền tảng gia đình, đạo đức, có được học hành giáo lý căn bản, thì cái việc ly dị nó cũng sẽ bớt đi đỡ hơn nhiều. Rồi cần phải loại trừ hình ảnh của người thứ ba, và đừng bao giờ đứng núi này trông cái núi kia cao hơn. Có người ta thường là hay đứng núi này trông núi kia cao hơn, và nó có xảy ra như vậy. Thế rồi là cái hình ảnh của người thứ ba. Xin lỗi là tất cả những người đã từng yêu, ai chả có mối tình đầu, ai chả có những cái bóng hồng. Nhưng mà khi đã đi lấy vợ rồi, đã đi lấy chồng rồi, thì phải loại trừ nó, trốn chặt nó rồi. Đấy, giữ một cái lòng cam kết, cái sự trung thành. Cái điều thứ bốn, đó là giúp đỡ nhau. Chồng và vợ phải luôn luôn giúp đỡ nhau về mọi phương diện, về đời sống đạo. Cái người chồng có thể là khô khan, cái người vợ cũng có thể là khô khan, thì một trong hai người đó phải có trách nhiệm giúp cho người chồng, giúp cho người vợ tạo điều kiện để mà giữ đạo cho nó tốt. Thế rồi đấy là về cái đời sống đạo đức, về những cái đời sống nhân bản. Nếu mà có cái cách nói hay có những cái cách hành động mà nó không có được đẹp, cũng cần phải sửa cho nó, giúp cho nó. Rồi bên cạnh đó, những cái việc nhà, những cái việc nó đều có cái trách nhiệm với nhau cả. Chứ đừng bảo rằng là tôi là chồng thì không cần phải làm những cái việc này, hay là tôi là vợ thì tôi không có phải làm những cái việc đấy. Đừng có nghĩ những điều đó. Thì chúng ta vẫn thường nghe mà chúng ta nói một cái câu đó là cái sự thành công của cái người chồng thì bao giờ cũng có cái hình dáng của người vợ ở đằng sau. Muốn nói rằng là cái sự thành công, cái việc làm kết quả tốt đẹp là có cái người vợ luôn luôn trợ giúp cho mình đấy. Thế rồi phải giúp đỡ cho mình lúc trẻ, lúc khỏe, cũng như là lúc già, lúc ốm đau và bệnh tật. Bên cạnh cái bổn phận vợ chồng thì cũng phải có bổn phận trách nhiệm đối với cha mẹ ông bà tổ tiên, vì ai trong chúng ta cũng có cha mẹ ông bà, có tổ tiên cũng có mình. Mà đạo hiếu dạy cho những người làm con là phải báo hiếu, phải đáp đền công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nói tóm lại là phải tôn kính, phải yêu mến, phải vâng lời và phải giúp đỡ. Và đó là bổn phận, chứ không phải chỉ là có tiền, có của, có đất, có ai thì mới
trong cái lo thì chỉ mà để mà tiền bạc với cả của cải cái đất đai, cái đấy nó không phải là đạo hiếu. Nên cái đó là cái điều mà con người ta ngày nay là cái cuộc sống càng cao thì cái sự tham của con người ta nó càng lớn. Rồi bên cạnh đó có bổn phận trách nhiệm nuôi dạy con cái là bổn phận. Cái điều chính yếu thì tôi chia sẻ trong cái buổi hôm nay đó là bổn phận vợ chồng. Và mỗi người trong chúng ta nhân vô thập toàn, không có ai là hoàn hảo. Và vì thế cho nên chúng ta phải cầu nguyện ơn Chúa và sự cố gắng nỗ lực của bản thân, đồng thời là phải biết lắng nghe. Lắng nghe những người có trách nhiệm, lắng nghe những người đi trước, mà cụ thể đó là bố mẹ, đó là những người lớn tuổi trong gia đình có nhiều kinh nghiệm mà người ta giúp cho mình, thì mình phải biết lắng nghe. Đừng bao giờ tự hào bảo là tôi biết hết rồi, tôi hơn rồi. Không nghe, không bao giờ có được kết quả đâu. Thế rồi chúng ta thấy người đời có câu nói là miêu sự tại nhân và thành sự tại thiên. Chúng ta có nhiều cái tính toán đấy, nhưng thành công được hay không, kết quả được hay không, đó là ơn Chúa ban. Vì thế hôm nay chúng ta dâng thánh lễ cưới, cầu nguyện cho anh Hoàng và chị Hương. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa đấng đã tác thành cái cuộc hôn nhân của anh chị, thì xin Chúa cũng chúc lành cho anh chị, để hai anh chị luôn ý thức về bổn phận, trách nhiệm để thực hiện và chu toàn, để góp phần xây dựng gia đình trở nên giống như gia đình thánh gia, sống hòa thuận, sống yêu thương, và để góp phần xây dựng cộng đoàn của giáo xứ, và cộng đoàn giáo xứ sẽ xây dựng cho giáo phận, xây dựng cho giáo hội, để làm cho giáo hội của Chúa ngày một thăng tiến vững mạnh, và góp phần làm cho xã hội ngày một thăng tiến tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện và hãy cầu chúc cho anh chị, và đặc biệt là cầu nguyện để anh chị ý thức được lời mà anh chị sẽ cam kết, những cái lời đó sẽ phải được thực hiện và chu toàn trong suốt cuộc đời của anh chị. Sau đây là phần nghi thức hôn phối công giáo, cha xứ sẽ ra thẩm vấn và sẽ chứng hôn anh chị. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu linh thánh. Trước mặt thừa đáp viên của hội thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con, và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy và thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Nguyễn Văn Hòa và chị Maria Nguyễn Thị Hương, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa cha con không. Thưa cha con không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói đến sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Nguyễn Văn Hòa, xin nhận em Maria Nguyễn Thị Hương làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nguyễn Thị Hương, xin nhận anh Giuse Nguyễn Văn Hòa làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lâu yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ân thuận của các con vừa bỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Dự sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa.
ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nguyễn Thị Hương xin em đã nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, em cha và con và Thánh Thần. Anh Giuse Nguyễn Văn Hòa xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, thiên lên cha và con và Thánh Thần. Còn lại chúng ta được một tràng pháo tay lớn nữa. Xin cộng đoàn chúng ta đứng. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã toái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh Giuse và chị Maria Hương. Chúng ta hãy ký thác anh chị cho Thiên Chúa. Vì hội thánh là niềm tin yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta cùng cầu xin Chúa thánh hóa và giữ gìn hội thánh, để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền, hầu xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta Thank you.
Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để tha cùng tôn vinh danh Chúa và yêu lý cho chúng ta cùng ban lễ hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa và lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là trí năng. Lạy Chúa là Cha trí thánh, là Thiên Chúa và năng hằng hiếu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách thuận hòa êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này, là cho muôn vật được sinh sản để tô điểm thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kêu gọi hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Hòa và chị Maria Hương mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hằng năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly. Điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa dùng màu nhiệm cao cả và thánh hiến sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành nơi duy nhất đã không bị hình phạt do tổ nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa trang hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là Maria Hương được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người mang bình đẳng đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh.
Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được tiên chỉ gắn bó với đức tin cùng các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau họ nêu gương đời sống vẹn toàn, nhờ sức mạnh tin mừng củng cố họ nên nhân chứng tốt lành của đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắc, và sau cùng khi đạt tới tuổi già mong ước họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Thiên Chúa, Đấng Xa Tội Trần Gian.
Cho tình anh mãi mãi sắt son,
trong